Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp hải phòng.com. Bây giờ mình đang phát trực tiếp ở trên nền tảng của Facebook, và sau đây là mình sẽ download cái livestream này về và mình up trên kênh xe đạp Hải Phòng của trên nền tảng YouTube của mình. Và trong video này mình sẽ cùng với các bạn đánh giá review chiếc xe đạp thể thao giá rẻ đã qua sử dụng tại thị trường Nhật và mới được cửa hàng mình nhập về trong thời gian gần đây. Và bây giờ mình sẽ đổi camera để chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe. Và như các bạn thấy là trong hình đây là chiếc xe đạp thể thao touring giá rẻ. Xe thì có cấu tạo bằng khung nhôm. Muốn biết khung nhôm hay khung sắt thì các bạn nhìn mối hàn. Nhưng mình đã có rất là nhiều video mà phân biệt khung nhôm khung sắt rồi. Mối hàn mà to, nam châm mà không hút, nam châm mà không hút thì là đây, ví dụ như cái cửa sắt này là sẽ hút. Đấy, thì là khung nhôm. Xe này đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Xe có đôi lốp khá là mới. Đôi lốp khá mới. Xe được trang bị bánh 700C nhôm, và kèm đi theo đó là cái quả lốp 700 x 38C. Líp đằng sau là trang bị líp 6 tầng hiệu Shimano. Đè Shimano Xích. Một cái bộ chuyển động mà rất là thông dụng trong cho những cái xe bãi. Đằng trước xe được trang bị một đĩa. Vì dòng này dòng touring rẻ tiền nên chỉ có trang bị một đĩa thôi. Và bánh đằng trước thì cũng là bánh 700C một lớp. Và bên trên thì chúng ta có tay cầm là tay bằng. Bên này chúng ta có một cái tay vặn chuyển số của SRAM. Xe được trang bị phanh V đằng trước và đằng sau khung nhôm. Size của cái xe này thì nó vào khoảng 38, size 38. Xe này sẽ phù hợp với những cái người mà có chiều cao thấp, nó tầm khoảng 1m55 đến 1m65 đi phù hợp. Giá của chiếc xe này là khoảng hơn 3 triệu đồng. Nếu các bạn quan tâm đến xe này và muốn sở hữu, muốn mua xe này tại cửa hàng thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại 0975709943 để mà biết được cái giá chính xác và những cái phụ kiện và chế độ bảo hành đi kèm khi mà mua xe tại cửa hàng. Xin chào anh Ni Phạm. Và giờ chiếc xe này được là dòng touring giá rẻ, một dĩa và 76 lít, bộ chuyển động Shimano Xích, khung nhôm, vành 700C, lốp rất là đẹp. Và được bán tại cửa hàng xe đạp hải phòng.com với giá hơn 3 triệu đồng. Quý vị hãy liên hệ với số điện thoại 0975709943, có cả Zalo và Facebook để quý vị biết được như giá chính xác và những cái phụ kiện và chế độ bảo hành đi kèm khi mà mua xe đạp tại cửa hàng. Vâng, và nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp cách sửa chữa xe đạp trong thời gian tới thì mình hãy ấn chế độ xem trước và kết bạn với link xe đạp Hải Phòng ở trên Facebook. Và nếu quý vị đang xem trên nền tảng YouTube thì hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh bên cạnh nút đăng ký có chiếc chuông để các quý vị là người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có những video mới đăng lên kênh. Xin cảm ơn quý vị đã xem cái video đánh giá xe đạp touring giá rẻ, khung nhôm, giống nữ, hai giống chéo. Và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.